Ngày 1 tháng 11 năm 2022, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết lực lượng biên phòng phối hợp với Công an xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào và Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Cụ thể, vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với các lực lượng của Biên phòng Quảng Trị và Công an xã Tân Thành mật phục tại khu vực đường mòn thuộc thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bà Bùi Thị Lân, 38 tuổi, tạm trú tại thôn Sinuốc, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, điều khiển xe máy chở theo lô hàng phía sau xe có dấu hiệu nghi vấn. Kết quả kiểm tra, hai túi đen bên ngoài bao bằng lớp lá chuối, bên trong có 38 hộp giấy. Bà Lân khai nhận là pháo lậu. Trước khi bị bắt, bà Lân nhận được điện thoại của người đàn ông rồi theo hướng dẫn qua bên kia biên giới nhận pháo. Pháo được chất lên xe phủ nhiều lớp lá chuối rồi buộc chặt bằng dây. Nếu vận chuyển số pháo lậu này đến địa điểm mà người đàn ông yêu cầu, bà Lân sẽ nhận được 1 triệu đồng tiền công.